Từ giữa năm nay 2021, dự án sản xuất và phân phối các chương trình dành cho thiếu nhi sẽ chính thức ra mắt trên các nền tảng số của Đài truyền Việt Nam VTV. Dự án bao gồm chuỗi phim hoạt hình dài tập được phát sóng hàng ngày cùng các chương trình thiếu nhi có tính thời sự và tương tác cao, được thực hiện với mục tiêu hình thành hệ sinh thái các chương trình thiếu nhi đặc sắc. Nội dung các tập phim sẽ là những câu chuyện giải trí lành mạnh, đầy màu sắc từ trí tưởng tượng phong phú của trẻ, lồng ghép cùng với các thông điệp mang tính giáo dục. Chuỗi chương trình là sự hợp tác giữa Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số VTV Digital và thương hiệu thức uống dinh dưỡng Fristy. Các chương trình sẽ được phân phối trên các nền tảng số của VTV như VTV Go, VTV News và các trang mạng xã hội khác để các bé có thể xem mỗi ngày, mọi lúc, mọi nơi. VTV Digital là một đơn vị rất là uy tín và có rất là nhiều kinh nghiệm. Cái hệ sinh thái của VTV Digital cũng sẽ là một cái nền tảng vô cùng quan trọng để chúng tôi có thể mang nội dung tiếp cận với nhiều trẻ em Việt Nam hơn nữa trên toàn quốc. Và thông qua những cái chương trình giải trí có tính chất giáo dục cao thì Fristy cũng rất là mong muốn có thể cùng góp sức giúp các em có thể nâng cao sự tự tin, trí tưởng tượng phong phú để các em có thể phát triển toàn diện.